Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay trong buổi chiều ngày 27 tháng 9 năm 2019 thì cửa hàng em lên sóng giới thiệu với các bác một dàn karaoke đối loa full BBB 5000C và một dàn karaoke setup bao gồm một con micro BBS S350 tay đây, tay hợp kim. Đấy, dòng này là dòng 6 số tự ngắt các bác nhé. Một con lọc xì EQ Elixir của Mỹ, một con Theta K6. Dòng này thì riêng con Theta K6 này thì không cần phải bàn cãi nó thì một trong những cái dòng vàng phải nói là số má và hay nhất hiện nay đấy. Nói chung hàng bãi này rất hiếm những cái con mà nào có thể là qua được tượng đài của con này. Một con đẩy sâu Chutanda mà 800, con này 800 ăn một kênh đấy. Thì và đây có lẽ là cũng hot nhất hiện nay trên thị trường mà cũng rất nhiều các bác đang theo dõi, đây là cây roi BMB 5000C. Thì loa này thì là đây là những đôi cuối cùng tại cửa hàng em, và có lẽ cũng ở thị trường Việt Nam mình đây là những đôi cuối cùng. Thì chỉ có còn những cái hàng bên em giữ lại thì còn một vài đôi nữa, thì sau khi đôi này đi thì bên em chính thức chỉ còn một đôi nữa thôi. Đấy, một đôi nữa thôi. Thì giá thì thời điểm này là khá là tốt so với năm ngoái. Năm ngoái thì giá nó đang là 23 triệu thôi, năm nay thì giá cực kỳ là tốt rồi. Thì thời điểm này thì các bác nào mà nhanh thì em còn một đôi nữa thôi, đúng còn một đôi nữa. Đấy, thì đây là một trong những cái loa mà phải nói rằng là vua trong phân khúc karaoke. Chúng ta nghe dân hát karaoke đối với loa này thì không có gì để nói, cực kỳ là sướng rồi, phải nói là sướng nhưng không phải là hay nữa. Thì bữa nay thì cũng xét luôn, tiện thể là xét luôn cái dàn này cho các bác. Đấy, cho các bác nhé. Đây thì chúng ta xem này. Thì do cái yêu cầu của YouTube là sợ bản quyền cho nên mà em sẽ đăng một cái video này sang một cái kênh khác. Thì bây giờ các bác có thể click ngay lên đường link phía trên đây, phía trên của cửa hàng em đây, để chúng ta sang một cái kênh mới. Kênh nó bên em sẽ để test nhạc, thì các bác có thể sang nữa để nghe nhé. Bây giờ em sẽ test nhạc bên kênh đó. Những kênh này chỉ giới thiệu sản phẩm thôi, rất sợ về vấn đề bản quyền. Đấy, thì em sẽ đăng lên một cái kênh phụ. Đấy, thì các bác có thể là click xem một hai cách. Một là click ngay đây, cái tay em để đây nhá, cái ngón tay cái đấy, ngón tay giữa đấy. Đấy, chúng ta thấy là ngón tay giữa đây, ngay đấy nó sẽ hiện lên. Và thứ hai là vào cái phần mô tả của cái video này, hoặc là xuống cái phần bình luận cũng có, em để ngay ở dưới phần bình luận một cái đường link. Đấy, chúng ta có thể click vào ba nơi đó để chúng ta thì xem nhé. Và các bác xem ở trong đó, và các bác có thể đăng ký và like kênh mới của em. Thì cái kênh đó để em để tất nhạc thì nó có chết thì cũng không quan trọng lắm. Kênh chính là bên em rất sợ. Bây giờ em sẽ mời các bác chúng ta nghe nhé.